Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Rồi Đến Bàn Với Lộc. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử cầu thủ Phan Thanh Hậu. Phan Thanh Hậu sinh vào ngày 12 tháng 1 năm 1997 là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại Vĩnh Linh. Anh là sản phẩm của lò đào tạo bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal Riemgi, một học viện được thành lập giữa sự liên kết của câu lạc bộ bóng đá Arsenal, Học viện Riemgi và tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại Việt Nam. Năm 2014, sau khi tỏa sáng trong màu áo của U19 Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U19 châu Á 2014, Thanh Hậu được lọt vào danh sách 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới do The Guardian bình chọn. Thông tin cá nhân: tên đầy đủ Phan Thanh Hậu, ngày sinh 12 tháng 1 năm 1997, nơi sinh Quảng Ngãi, Việt Nam, chiều cao 1m70, vị trí tiền vệ trung tâm. Thông tin về câu lạc bộ: câu lạc bộ hiện nay Hoàng Anh Gia Lai, số áo 22. Câu lạc bộ trẻ: năm 2009 đến năm 2016 thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Câu lạc bộ chuyên nghiệp: năm 2015 tới nay thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Về đội tuyển quốc gia: năm 2014 đến năm 2016 thi đấu cho đội tuyển U19 Việt Nam. Năm 2017 thi đấu cho đội tuyển U20 Việt Nam. Sự nghiệp câu lạc bộ: sinh ra và lớn lên ở vùng quê xã Đức Thuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Thanh Hậu học giỏi tất cả các môn tự nhiên và xã hội, nhưng vì với cái duyên với bóng đá nên Hậu quyết định gắn với cái nghiệp quần lùi áo số. Thanh Hậu nhập Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai GMG vào ngày 15 tháng 8 năm 2009 là một trong 10 học viên trúng tuyển vào khóa 2, niên khóa 2009-2016 cùng với Nguyễn Hữu Anh Tài và Hoàng Thanh Tùng. Mặc dù là cầu thủ thuộc khóa 2, nhưng Thanh Hậu đã sớm được đôn lên thi đấu cùng lớp học viên của khóa 1 và Thanh Hậu đã chứng tỏ được khả năng của mình ở hàng tiền vệ khi có thể chơi tốt ở các vị trí trên hàng tiền vệ, từ tiền vệ trung tâm cho tới tiền vệ cánh. Được biết, trong nhiều bài thi kiểm tra định kỳ do Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal tổ chức, Thanh Hậu thường xuyên vượt qua các thử thách không mấy khó khăn và có điểm số nằm trong nhóm dẫn đầu. Có lối chơi chững chạc, kỹ thuật cá nhân khéo léo, nhưng nhược điểm của Phan Thanh Hậu là thể hình mỏng, cao 1m69, chỉ nặng 54kg. Chính vì thế, Thanh Hậu thường xuyên gặp phải những chấn thương và phải nghỉ luyện tập như thi đấu. Do thể hình kém cũng như hay dính chấn thương, Thanh Hậu gặp khó khăn khi cạnh tranh ở vị trí cấp tuyển trẻ quốc gia cũng như tuyển trẻ câu lạc bộ. Tuy nhiên, với tư duy sáng tạo, sức bền và kỹ thuật tốt, nên mỗi lần góp mặt, Thanh Hậu đều để lại ấn tượng lớn đối với người hâm mộ và giới chuyên môn. Trong trận chung kết giải U21 quốc tế 2015, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn bất ngờ xếp Phan Thanh Hậu ở đội hình xuất phát và tiền vệ sinh năm 1997 này đã không phụ lòng ông thầy khi chơi một trận quá xuất sắc trước U19 Hàn Quốc để giành chức vô địch cho U21 Hoàng Anh Gia Lai. Mặc dù tiếp tục góp mặt trong đội hình U21 Hoàng Anh Gia Lai thành công tại giải bóng đá U21 Cúp Quốc gia bằng vị trí thứ 3 năm 2016 và chức vô địch năm 2017, nhưng do lối chơi rườm rà, tầm vóc nhỏ bé, khả năng tranh chấp hạn chế khiến Thanh Hậu vẫn chỉ là quân bài dự bị. Từ năm 2005, Nguyễn Thanh Hậu bắt đầu xuất hiện trong đội hình dự bị của Hoàng Anh Gia Lai tại V-League. Dù phải cạnh tranh với vị trí với Tuấn Anh, Xuân Trường, nhưng Nguyễn Thanh Hậu vẫn có 466 phút ra sân và ghi được một bàn thắng. Ở mùa giải 2016, khi Tuấn Anh, Xuân Trường xuất ngoại, Thanh Hậu được kỳ vọng sẽ là người khóa lấp khoảng trống ở khu vực giữa sân và được tạo điều kiện ra sân đến 13 trận. Tuy nhiên, chỉ có 4 trận được xuất phát trong đội hình chính. Ở mùa giải 2017, Phan Thanh Hậu tỏ ra sụt giảm vai trò khi chỉ có 3/8 trận đá chính cho Hoàng Anh Gia Lai. Cùng với sự trở lại của Lương Xuân Trường từ Khang Quân FC khiến Phan Thanh Hậu đối mặt với việc phải chuyển về thi đấu cho Hải Phòng bằng một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Cuối cùng, phi vụ này đã bất thành vì ngay khi giám đốc kỹ thuật Chung Hang Song quay lại Pleiku làm việc chuẩn bị trong mùa giải mới, chuyên gia người Hàn Quốc đã kiên quyết giữ lại Thanh Hậu vì cho rằng đây là một trong những quân bài chiến lược của đội bóng phố núi ở mùa giải tới. Trong trận đấu đầu tiên của Phan Thanh Hậu trong màu áo một đội tuyển trẻ quốc gia là khi được tung vào sân trong hiệp 2 thay cho Xuân Trường.
trong trận gặp U19 Hàn Quốc tại vòng chung kết U19 châu Á 2014. Tới trận gặp U19 Nhật Bản, Phan Thành Hậu thế chỗ cho Xuân Trường ở hàng tiền vệ của U19 Việt Nam và đã thi đấu tròn vai. Sau giải đấu, Thanh Hậu bất ngờ được cây viết George Duran, chuyên gia bóng đá châu Á của tờ Huran, chọn vào top 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới. Tuy nhiên, sau đó sự nghiệp quốc tế của Phan Thanh Hậu bắt đầu chững lại, mặc dù vẫn có mặt trong thành phần đội tuyển bóng đá U19 và U20 quốc gia tham dự giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2016 và giải vô địch bóng đá U20 thế giới 2017. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.
Thank you.